Thế giới hoàn mỹ. Tác giả: Thần Đông. Tập 46. Chương 138: Đại thắng. Gào. Trên bầu trời truyền xuống tiếng sáo tru làm cho nhiều mạnh thú trong dãy núi kinh ngạc. Ngửa đầu lên quan sát thì chỉ thấy một con đại hồng điểu vỗ cánh vừa bay ngang qua nơi này. Nhìn cái gì, chưa từng thấy cặp cánh nào vừa xinh đẹp vừa đầy khí thế bá chủ như thế hả? Đại hồng điểu liếc mắt nhìn bọn họ, đầy vẻ khinh thường. Đây là loài chim gì, sao lại phát ra tiếng sáo tru? Hơn nữa là con lai rồi, chính là đời sau của Hỏa Vân Tước với Ma Lan. Có hung thú ở bên dưới nói nhỏ, nhận xét từ đầu đến chân. Đại hồng điểu nhận lấy nỗi oan khuất, vốn tâm tình không được vui mà bây giờ lại càng thêm khó chịu, đưa mắt nhìn những hung thú đang ở dưới dãy núi quát: Cái đám dế nhụi các ngươi thì biết cái gì? Ông đây chính là đời sau của thần điểu Chu Tước, dám ăn nói bậy bạ, ông đây một phát quét sạch các ngươi. Gào. Một con bạo viên từ trong hẻm núi lớn nhảy ra cao tới hơn 100 mét, cả người đen thui, bộ lông dày cộm, tràn đầy khí tức hung hăng. Nó đột nhiên nhảy lên không trung chộp thẳng về phía đại hồng điểu. Đại hồng điểu gào một tiếng kỳ lạ, vỗ cánh thật mạnh rồi chạy trốn thật nhanh. Cự chưởng của bạo viên dúi qua thân, thiếu chút nữa thì chụp trúng nó. Nó biến thành một ngọn lửa biến mất khỏi dãy núi này, hiện nay khiến cho cả người nó chảy đầy mồ hôi lạnh. Đây là chỗ quái quỷ gì không biết nữa, sao lại nguy hiểm như vậy? Ở ngoài đại thế giới ông đây toàn xưng vương xưng bá, vậy mà đến nơi này lại bị bắt nạt nữa chứ. Trước kia đều do ta chà đạp người khác mà. Đại hồng điệu không ngừng tức giận, thiếu chút nữa không kìm nén nổi. Nhất Tỳ và Tiêu Thiên cũng rất kinh ngạc, con bạo viên kia rất mạnh mẽ, người bình thường không thể nào đối phó được, cảnh giới lại cao thâm khó lường, chính là dân bản địa ở nơi đây. Bọn nó một đường phi hành, tìm kiếm tung tích đám người vũ tộc, nhưng kết quả thì lại chẳng ra gì. Đi sa mạc, không chừng bọn họ vẫn chưa từ bỏ ý định, mà vẫn ở chỗ đấy. Nhất Tỳ nói lên suy đoán của mình. Sa mạc rộng lớn màu vàng bao la bát ngát, những hạt cát óng ánh làm hoa mắt con người, nơi này quả thực mênh mông vô biên, hoàn toàn yên tĩnh. Nói trước nha, chút nữa ta không liều mạng đâu, mấy lão già kia quá đáng sợ, giữ mạng sống còn quan trọng hơn, Đại Hồng Điệu nói. Nếu như không có chuyện gì xảy ra, thì mày chỉ cần mang theo bọn tao trốn là được rồi, Nhất Tỳ nói. Hơi nóng cuồn cuộn khiến cho cảnh vật nơi đây trông rất mơ hồ, bọn họ tiến vào sâu trong sa mạc để tìm kiếm, đồng thời Nhất Tỳ cũng nhân cơ hội này thử tìm Thái Nhất Chân Thủy. Một bình nước thần này ít nhất cũng phải mấy cân, đủ để chia cho mỗi người, Tiêu Thiên nói, hắn biết rất rõ, để tiếp cận được Thái Nhất Chân Thủy thì vô cùng nguy hiểm. Càng nhiều càng tốt, ta cảm thấy bao nhiêu cũng chẳng đủ, Nhất Tỳ nói, ngoài trừ cho chính mình, nó còn nghĩ tới những người ở Thạch Thôn. Nó lẩm bẩm đếm ngón tay, nói, tộc trưởng Gia Gia, hộ thúc bọn họ, còn có Đại Tráng, Nhị Mãnh, Bì Hầu. Chính xác, thứ tốt như thế sao mà sợ nhiều được, Đại Hồng xen vào. Không phải chuyện của ngươi, thiếu niên áo màu bạc nói, trên đường đi hắn luôn luôn chú ý đề phòng với con chim này, như thể đề phòng những tên cướp vậy. Trời ạ, ngươi để cho ta chết đi cho rồi, khó chịu quá đi thôi, ta chính là một con thần điểu có dòng dõi thuần khiết mà lại rơi vào tình cảnh như thế này sao? Đại Hồng Điểu oan ức, nó rất muốn tranh cãi, nhưng mà nói không nên lời, đành phải mổ Nhóc Tỳ hai cái. Im lặng, Nhóc Tỳ nói, hình như nó nghe thấy âm thanh gì đó. Đại Hồng Điểu nhanh chóng lượn xuống sát dưới đất, cẩn thận xuyên qua một cồn cát rồi nhìn về phía trước, kêu lên, có một ông già dẫn theo mấy tên nhóc phát bụi chưa sạch. Những ngày gần đây vẻ mặt Vũ Văn Thiên rất u ám, trong lòng rất ấm ức đau khổ, thường xuyên nghiến răng nghiến lợi, hận không thể lập tức bắt tên nhóc đầu gấu kia, rồi lăng trì xử tử nó. Hắn năm nay gần 60 tuổi, tu vi kinh người, lần này phải áp chế tu vi, để tiến vào nơi đây chưa thu được kết quả gì, mà lại mất đi hai chân, trở thành người tàn phế. Đây đúng là một thất bại và đả kích nghiêm trọng. Mà ngay khi hắn gần đạt được Thái Nhất Chân Thủy, thì tên thiếu niên đáng hận kia lại từ đâu trên trời giáng xuống, hủy diệt đi mọi hy vọng để vũ tộc cuộc khởi, khiến cho hắn càng thêm nóng nảy và căm giận. Đừng để ta phải nhìn thấy cái mặt của ngươi, nếu không tất nghiền nát xương cốt ngươi, từ từ dằn vặt ngươi cho đến chết, hắn nhịn không được mà gào thét. Bên cạnh còn có vài tên nam nữ, đều là những thiên tài trong vũ tộc. Có hai người chịu trách nhiệm khiêng Vũ Văn Thiên đang ngồi trên một chiếc ghế tiến lên trong sa mạc. Đối với vị thúc gia đang đau khổ này bọn họ đều rất hiểu, dù sao có một thân tu vi kinh người như thế mà lại phải phong ấn lại,
không thể sử dụng toàn lực, rồi lại bị một tên nhóc con dằn vặt cộng với hai chân đã mất đi, tự nhiên là phận uất rồi. Tử Mạch muội muội đã đi mời Thạch Nghị biểu đệ rồi, nếu như hắn tới đây sử dụng song đồng để phá hư không, nhất định sẽ tìm ra được tên nhóc siêu quậy kia, một gã thiếu niên nói. Hy vọng Thạch Nghị biểu đệ sẽ tới đây, không biết đệ ấy đã thoát khỏi cấm địa kia chưa nữa. Nếu như đạt được thiên cốt, như vậy đệ ấy nhất định lột xác thêm lần nữa, chắc chắn sẽ không có người nào so sánh được. Cả đám người tràn đầy hy vọng, bọn họ vô cùng kính nể và tin tưởng tên Thạch Nghị kia. Đừng để ta tóm được hắn, Vũ Văn Thiên cắn răng, vô cùng buồn khổ, hai chân đã mất đi, thì có thể mọc lại được sao, muốn như thế, thì phải có được những thánh vật bất phàm nào nữa, hắn cảm thấy đời người vô cùng u ám. Hết thảy đều do ngươi tự rước lấy thôi, một thanh âm truyền tới, ở sau cùng các xuất hiện một người một chim, cầm đầu chính là tên nhóc siêu quậy đã làm cho toàn bộ vũ tộc tức giận. Lại là ngươi, vậy mà vẫn dám xuất hiện, Vũ Văn Thiên giận dữ, hắn chính là người phụ trách việc tìm kiếm thái nhất chân thủy ở trong sa mạc này, không có đi đuổi bắt vậy, mà không nghĩ tới nhóc thì lại gan to bằng trời, không ngờ sử dụng hồi mã thương mà xuất hiện. Trong lòng ngươi oán hận người khác, vậy có bao giờ ngươi nghĩ tới, vì sao mình lại như thế không hả? Nếu như các ngươi không muốn giết ta, thì sao lại thành ra như thế này? Nhóc tì liếc mắt nhìn về phía hai ống quần trống không mà nói. Nhãi con, nạp mạng đi, Vũ Văn Thiên vẻ mặt dữ tợn, vỗ mạnh vào thành ghế, rồi bay lên trời cao nhắm thẳng về phía nhóc tì, khí tức hung hãn hơi dọa người. Hắn tức giận trợn tròn hai mắt, lông mày dựng thẳng, lệ khí ép người, đôi bàn tay đánh tới, màn hào quang của phù văn lấp lánh bao phủ về phía trước. Thực lực của nhóc tì tăng lên rất nhiều, lần này đối mặt với hắn cũng không có hoảng loạn, nhanh chóng lấy ra cuốc tiễn màu vàng. Những tiếng răng rắc vang liên, khiến cho phù văn không ngừng tan vỡ. Bở! Nhóc tì hét lớn, lòng bàn tay phát sáng, tia chớp bay vọt lên, kết hợp phù văn với lực lượng thân thể, đón lấy bàn tay lớn lờ mờ trên trời cao. Tiếng sấm nổ vang lên thật lớn, bàn tay đã kết hợp phù văn của nhóc tì đụng phải bàn tay lớn lờ mờ kia làm chấn động cả sa mạc. Những hạt cát như là sóng lớn nhanh chóng khuếch tán ra xung quanh, hình thành nên nhiều ngọn sóng lớn. Cảnh tượng này làm cho mọi người kinh hãi, sóng cát màu vàng ngập trời bao phủ toàn bộ nơi đây, che kín cả bầu trời, vô cùng kinh khủng. Trầm! Vũ Văn Thiên khiếp sợ, sau khi chưởng đối chưởng, cả người hắn bay ngược ra sau, xương cánh tay tê rần, hoàn toàn mất đi cảm giác. Điện mang lượn lờ trên cánh tay, thân thể hắn rung lên bần bật, sau đó phun ra một ngụm máu tưới. Hắn thực sự không thể tin được cảnh giới của chính mình cao bao nhiêu, trình độ phù văn vượt xa tên thiếu niên này. Nhưng trong quá trình lấy cứng trọi cứng này, hắn như là bị sét đánh. Lực lượng cực lớn kia quá kinh khủng, xuyên qua sự ngăn cản của phù văn, rồi đánh thẳng lên trên người hắn. Đây chính là lực lượng thân thể thuần túy. Trong lòng hắn chợt lo lắng và sợ hãi, thiếu niên này quá đáng sợ. Nếu như cứ mặc nó phát triển, thì sau này sẽ đến mức nào đây? Răng rắc. Nhưng mà, không để cho hắn suy nghĩ nhiều, xương cánh tay truyền đến những thanh âm vỡ vụn. Lực lượng cực lớn kia xuyên qua phù văn tiến vào cơ thể hắn vẫn chưa từng tiêu tan, mà lúc này mới bắt đầu bùng phát. Tiếp theo cánh tay của hắn bị đứt thành nhiều đoạn, đau đến nỗi người đầy mồ hôi, hắn không thể nào chấp nhận được sự thật này. Quá đáng sợ, thần lực thiên phú cỡ này đúng là vô cùng kinh người, hắn cho rằng nhất định phải đem tin tức này nói cho tộc nhân của mình biết, không thể để cho đứa nhỏ này trưởng thành được. Vũ Văn Thiên gầm lên đầy giận dữ, trong miệng phun ra một chùm ánh sáng, một chiếc sừng thú toàn thân đen thui bay ra ngoài, những làn ánh sáng màu đen không ngừng tản mát ra xung quanh, trông rất tà khí, hơn nữa bên trong phát ra những tiếng ô ô, thần âm điếc tai như muốn đoạn hồn phách của người khác. Tà mị quỷ quái đều bại lui, nhóc tì gào to, bảo kính toan nghe trong lòng bàn tay tỏa sáng, chiếu ra từng tia sấm sét đầy dương cương, điện mang màu vàng thô to xuyên thủng làn khói đen quét thẳng về phía trước. Buông, sừng thú ở phía đối diện run rẩy không địch lại được với bảo kính toan nghê, dù sao đây cũng chính là chí bảo được lấy từ trên người của thái cổ di chủng, hơn xa những bảo cụ thông thường. Không tốt, sau khi thúc gia mất đi hai chân, thì nguyên khí tổn thương rất nhiều, mà bảo cụ cũng không bằng đối phương, hơn phân nữa là không địch lại rồi. Những thanh niên trẻ tuổi ở phía sau liếc mắt nhìn nhau, rồi cùng nhau xông lên phía trước, muốn lấy nhiều thắng ít sao, thiếu niên áo bạc Tiêu Thiên đứng ra. Hắn đã mở được động thiên thứ 8, tuyệt đối là thiếu niên tuyệt đỉnh kỳ tài trong nhân tộc, có thể dùng sức một người ngăn cản những tên này. Cùng lúc đó, đại hồng điểu mặt tối sầm lại,
đôi chân to bước dài về phía trước, tâm tình của nó hiện giờ không được tốt, cặp cánh như trở thành đôi tay mang theo nồi đen, nhanh chóng xông lên phía trước xả cơn giận trong lòng vào đám người này. Đám khốn kiếp các ngươi lại dám bắt nạt ta, ông đây đánh chết các ngươi. Mọi người ai nấy đều ngơ ngác, đại hồng điệu quá cuồng bạo, mang theo nồi đen hết nện lại đập, đánh nát bét một vài binh khí, tiêu diệt những tấm phù văn, nồi sắt rung lên thùng thùng. Sau đó rất nhanh lại có thêm mấy cái đầu người bị đập thành hồ lô máu, có lẽ là bị đập méo thành hình hồ lô. Đám người vũ tộc buồn phiền, con chim này điên rồi sao, có ai chọc giận, có ai bắt nạt nó đâu, không hiểu vì sao lại chạy đến công kích chúng ta, còn liên tục nguyền rủa khiến người khác căm hận. Trong trận chiến này, thiếu niên áo bạc chỉ phụ trách việc vây chặt, phòng ngừa những đệ tử vũ tộc chạy trốn, còn những chuyện khác đều giao hết cho đại hồng điểu. Dù nói thế nào, nó cũng là thái cổ di chủng, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, dù ăn quả đắng trong tay nhóc tì, không có nghĩa là nó yếu, ngược lại nó cực mạnh, ít có địch thủ. Một con chim mang theo một cái nồi đen, nện đông nện tây, tức giận đến điên cuồng, khiến cho đám đệ tử của vũ tộc kêu khổ liên tục, tất cả đều bị nồi đen đập sứt đầu chảy máu, đứt cân gãy xương. Một bên khác, nhóc tì quyết đấu với trưởng lão vũ tộc giống như một con hống non, mỗi lần chạy trốn đều cuốn lấy cát vàng che kín cả bầu trời, hung mãnh và cuồng bạo. Ông một tiếng, bạo kính toa nghe tỏa sáng, tia chớp mãnh liệt đánh nứt chiếc sừng thú màu đen kia, làm cho nó tối sầm lại. Ánh mắt nhóc tì sáng rực, đột nhiên công kích về phía địch thủ. Vũ Văn Thiên dùng sức vỗ lên mặt đất mượn lực bay lên lần nữa, phù văn giăng kín đầy người, sức mạnh của dông tố xuất hiện. Nhưng mà, đây chính là sa mạc, thần năng của hắn bị ép đến mức yếu nhất, cộng thêm hai chân và một cánh tay bị thương nặng cho nên sức chiến đấu rất yếu. Sức mạnh dông tố kia không thể làm gì nhóc tì, bị nó dùng bạo kính toan nghe chiếu một cái liền tán loạn. Vù, cuốc tiễn màu vàng bay ra ngoài, cắt đứt đôi sừng thú màu đen vốn đã nứt sẵn rơi trên mặt đất. Vũ Văn Thiên vô cùng đau lòng, xém tí nữa là hộc máu, một bảo cụ mạnh mẽ như thế bị hủy ngay trước mắt. Thái cổ di chủng quá mạnh mẽ, không có mấy người giống như nhóc tì, hai tay cầm hai binh khí đẳng cấp cỡ này đủ làm cho những đại tộc siêu cấp thèm đến đỏ mắt. Nhãi con, cho ngươi xem sức mạnh cấm kỵ. Vũ Văn Thiên bị thương nặng hơn nữa, bảo cụ cũng bị hủy, trong lòng vô cùng sợ hãi, rít gào không thôi. Hắn muốn phá bỏ phong ấn, muốn đánh một đòn sau cùng trước khi chết. Mau lùi lại, thiếu niên áo bào bạc hét lớn. Lùi, nhóc tì phát ra một tiếng gầm nhẹ, nhanh chóng nhắc nhở đại hồng điểu. Tiếp đó nó giẫm mạnh trên mặt cát, lập tức bụi cát ngập trời, sóng cát cuồn cuộn. Vũ Văn Thiên nở nụ cười khinh bỉ, hắn vẫn chưa vận dụng đến sức mạnh cấm kỵ, chưa từng phá bỏ phong ấn. Bởi vì hắn chưa muốn chết, mà hắn chuẩn bị lấy ra một bảo cụ khác, rồi nhân cơ hội đó mà bỏ trốn. Một chiếc linh vũ màu tím xuất hiện, hào quang lưu chuyển, hắn ngồi ở phía trên như muốn bay vút lên trời cao. Đột nhiên, một luồng chấn động kinh khủng ập tới, hào quang chói mắt, cuốc tiễn màu vàng xuất hiện kẹp đứt đôi linh vũ, thân thể của Vũ Văn Thiên thiếu chút nữa cũng đi theo linh vũ luôn. Cùng lúc đó, một bóng người thật nhanh lướt qua, một tiếng bụp nhẹ nhàng vang lên, đầu của hắn rơi xuống đất, bóng người nhanh chóng lui lại né tránh dòng máu tươi đang bắn lên. Nhất tì cũng không rút lui, mà đưa chân đá vào bão cát thừa dịp di chuyển đến chỗ gần đó, rồi ra tay đầy ác liệt và quyết đoán. Ngươi, trước khi cái đầu lâu rơi xuống đất, thì chỉ nói ra được một chữ như thế, hắn chỉ biết dương mắt mà nhìn, tràn ngập sự không cam và tuyệt vọng. Nếu như ngươi thật sự quyết tâm sử dụng sức mạnh cấm kỵ, thì chắc chắn sẽ không rống lớn như thế, nhóc tì đưa mắt nhìn xuống. Phúc! Vũ Văn Thiên phun ra ngụm máu cuối cùng, hai mắt ảm đạm. Lúc chết hắn chỉ biết ôm theo lòng căm phẫn và uất ức xuống suối vàng, nếu biết trước như thế không bằng vận dụng sức mạnh cấm kỵ liều mạng với nó. Trưởng lão đã chết, thúc gia thất bại rồi. Con cháu vũ tộc sợ hãi như trời sắp sập đến nơi, tộc lão mạnh mẽ như thế, mà còn chết trận, thử hỏi bọn hắn làm sao mà chống lại được, tuyệt đối không phải là đối thủ. Chạy nhanh, phải cầu viện Thạch Nghị biểu đệ thôi, có người hét lớn, bọn họ bắt đầu chia nhau bỏ chạy. Ông đây chém giết chưa đã gì hết, ai cho các ngươi đi đấy? Đại hồng điểu lại tức giận, lấy ra nồi đen không ngừng đập mạnh về phía mấy người bỏ trốn kia. Cùng lúc đó, thiếu niên áo bạc cũng ra tay, không cho một tên nào trốn thoát, kết cục của trận chiến này đã định sẵn từ trước rồi. Hai người Vũ Côn, Vũ Văn Thành đã rời khỏi sa mạc để tìm tung tích nhóc tì, mà Vũ Tử Mạch lại đi tìm Thạch Nghị. Ngoại trừ ba người này ra,
thì toàn bộ người của Vũ tộc tiến vào Bách Đoạn Sơn đã chết hết. Sau khi rời khỏi sa mạc, tâm tình của Đại Hồng Điểu hình như tốt hơn rất nhiều, nó bắt đầu cười đùa vui vẻ. Sức chiến đấu của ông đây tuyệt đối vô song, một mình ta quét sạch toàn bộ chúng nó, không phục mình quá đi mà. Nhóc Tì cười híp mắt, nói, chính xác, rất có tiến bộ, lần sau khi đối phó với Vũ Côn và Vũ Văn Thành, thì cho phép một mình mày xuất thủ. Đại Hồng Điểu nhanh chóng lắc đầu, nói, không được, hai lão già kia quá mạnh, ta đánh không lại. Nhưng ta đoán chắc chắn sau khi nhận được tin tức bọn họ sẽ tức điên lên cho mà xem, sau đó chúng ta đi đánh lén nói không chừng sẽ có kết quả tốt. Không cần nghĩ ngợi nhiều, hai tên đại cao thủ của Vũ tộc kia sau khi biết được chuyện này nhất định sẽ phát điên, lần này bọn họ tổn thất quá lớn, những thiên tài đi vào đều chết hết, chuyện này thật khó mà chấp nhận được. Thiếu niên áo bào bạc rời đi, hắn muốn tìm một chỗ để ẩn trốn, không muốn tiếp tục mạo hiểm nữa, chỉ cần bảo vệ được chiếc bình nước thần kia thì chính là thu hoạch lớn nhất rồi. Nhóc Tì không có định Quang Châu, nó vẫn chưa lấy phần của mình mà gửi lại cho thiếu niên này cất giữ. Nó tiếp tục kế hoạch thăm dò tiểu thế giới này. Một cánh cửa phát sáng xuất hiện, đó chính là một thông đạo có thể giúp nó rời khỏi vùng đầm lầy này để tới một khu vực khác. Đại Hồng Điểu vụt qua, bay dọc theo thông đạo màu vàng để tiến vào một mảnh thiên địa mới. Là người phương nào tới quấy nhiễu, Võ Vương Phủ đang săn bắn di chủng, nhanh chóng rời đi. Vừa mới tiến vào vùng thế giới mới này, thì có một người quát lớn về phía Nhóc Tì đang ngồi trên lưng Đại Hồng Điểu. Võ Vương Phủ, ánh mắt Nhóc Tì lập lòe, không phải là nơi mình ra đời sao, vậy mà lại gặp được tộc nhân rồi, chỉ là năm đó người của Võ Vương Phủ không chọn nó, đại đa số đều đứng về phía Thạch Nghị. Hống, theo sách cổ ghi lại là loài thú dữ có hình dáng gần giống con chó, ăn thịt người ở phương Bắc, cũng có truyền thuyết cho rằng Hống là con của Long Vương, có thói quen canh gác, cho nên thường được tạc tượng để canh cửa nhà, trong dân gian còn có thể gọi nó là sư tử đá. Các bạn đang nghe truyện trên kênh Bảo Hưng Official, nếu thấy hay, hãy cho mình một like, cảm ơn, chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 139, con cháu Võ Vương Phủ. Một con tử điêu dài tới một trượng, toàn thân màu tím óng ánh, cặp mắt giống như hạt ruby long lanh trong sáng, đi ngang qua núi rừng, rồi xuất hiện tại nơi đây. Một nhóm cường giả thiếu niên cũng nhanh chóng chạy tới, lấy ra bảo cụ đánh về phía trước như là muốn thu phục bằng được con thái cổ di chủng còn nhỏ này. Thật là thần tuấn, con tử điêu này rất bất phàm, nếu như không phải nó bị trọng thương, thì đám người này đừng hòng làm gì được nó, Đại Hồng Điểu ngạc nhiên. Đây chính là một con thái cổ di chủng hiếm thấy, linh khí ép người với lại cũng không thiếu khí tức hung ác, giữa trán nó có một con mắt nằm dọc, không biết đã cùng tranh đấu với sinh vật nào mà lại xuất hiện một dấu móng tay rất đáng sợ. Nhanh chóng rời đi, Võ Vương Phủ đang bắt thái cổ di chủng, không được cản trở. Có một người nhanh nhẹn xông lên phía trước hét lớn. Nhóc Tì từ trên lưng Đại Hồng Điểu nhảy xuống cũng không thèm để ý đến người vừa rồi, mà chỉ chăm chăm về phía con tử điêu đang bị bao vây kia. Nó cảm thấy con vật này chính là một loại thuốc vô cùng bổ dưỡng. Ta đang nói các ngươi đấy, có nghe không hả? Lại có người hét lớn, nhanh chóng vọt về phía trước rồi niêm phong lại thông đạo màu vàng kia, phòng ngừa việc tử điêu chạy trốn đến khu vực khác. Nhóc Tì không thèm để ý, nó vẫn như trước thể hiện ra vẻ suy tư. Đám người kia tức giận, vẻ mặt lạnh khốc đi về phía trước, có người nhìn về phía Đại Hồng Điểu, nói, Hỏa Vân Tước, nó cũng là một con thái cổ di chủng. Chúng ta đang nói với người đó, điếc à, người cầm đầu mày rậm mắt to, động tác mạnh mẽ, nhìn khoảng 15-16 tuổi, anh khí bức nhân nhìn về nơi này. Nhóc Tì nhìn lại đám người kia, rồi rơi vào trầm tư, cố gắng từ trong ký ức nhạt nhòa của mình để nhớ lại mấy người này là ai. Rất có thể hồi nhỏ nó đã từng chơi đùa với một trong những người này, nhưng cho dù suy nghĩ thế nào đi nữa thì vẫn không cách nào nhớ ra được. Hơn 8 năm rồi mà, những đứa trẻ ngày xưa nay đều trở thành những thiếu niên anh khí bừng bừng. Hay là những người này không phải là những đứa trẻ mà năm xưa mình đã từng thấy? Trước khi Nhóc Tì bị bệnh cũng có một vài anh họ chơi đùa với nó, nhưng từ khi nó mất đi chí tôn cốt, càng ngày càng yếu ớt hơn, thì không có một ai tới tìm nó để chơi đùa, duy chỉ có mỗi mình A Man làm bạn. Này, ngươi có nghe hay không đấy? Có người trách mắng. Nghe chứ, ta đứng ở một bên quan sát là được rồi, vùng đất này lớn như vậy thế nào cũng có chỗ cho ta mà, Nhóc Tì lên tiếng. Đại Hồng Điểu ngạc nhiên, tên nhóc siêu quậy này hình như có chút là lạ, lại hạ mình đến như vậy.
Chúng ta muốn ngươi lùi sang một bên, đừng làm ảnh hưởng đến việc bắt thái cổ di chủng của chúng ta, có người trách mắng. Nhóc Tì trợn mắt, nhìn chăm chăm vào bọn họ mà không nói năng gì. Đại Hồng Điệu không đồng ý, nói, ông đây cứ đứng ở đây đấy, vì sao lại phải nhường đường cho các ngươi nghĩ mình là ai? Bên ngoài nó xưng vương xưng bá, không một ai dám trêu chọc cho nên sớm đã hình thành, nên tính cách Sơn Đại Vương, khi tiến vào Bách Đoạn Sơn tự nhiên cũng không phải hạng hiền lành gì. Con chim này thật hung hăng quá mà, cũng là một thái cổ di chủng, ta nghĩ hay là bắt luôn cho xong, một người lạnh lùng nói, hắn sớm đã để ý đến Đại Hồng Điểu rồi. Mấy người cầm đầu giơ tay vẫy một phát, đám người này nhanh chóng vây chặt con tử điêu kia, đồng thời bọn họ dường như cũng nhắm vào Nhóc Tì cùng Đại Hồng Điểu. Nhóc Tì thở dài một hơi, vứt bỏ hồi ức mà trở lại với hiện thực, con mắt nhấp nháy, nói lời chân thành, ta cảnh cáo các ngươi, đừng nên chọc đến ta. Chúng ta cũng không muốn bắt nạt ngươi, nhưng đứng ở nơi này làm vướng bận đến việc bắt con tử điêu này của chúng ta, vì thế ta khuyên ngươi, nên rời đi, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả, người cầm đầu nói, dẫn đến tái mặt. Ở đằng sau hắn có một số người nhìn chăm chăm về phía Đại Hồng Điểu, trong lòng nôn nóng rất muốn bắt luôn con chim này. Chỗ này rộng như thế, chiến trường của các ngươi nhiêu đó là đủ rồi, đừng có nhiều lời làm phiền đến ta, Nhóc Tì thẳng thắn nói ra quan điểm của mình. Con bà nó, tên nhóc ngươi nhìn cái gì, vậy mà lại dám nhìn thẳng mặt ông mày, chút nữa phải hầm thịt ngươi, để ăn mới được. Đại Hồng Điểu cả ngày vui đùa với Nhóc Tì, khi mở miệng đe dọa người khác là lại lôi chuyện nấu nướng, Hồng Ninh ra nói. Ha ha, quả nhiên rất mạnh miệng, cũng không có nhiều người chủ động tới trêu chọc người võ vương phủ chúng ta. Sau khi tiến vào Bách Đoạn Sơn ngươi chính là người đầu tiên, có người cười to. Nói nhiều làm gì, bắt bọn chúng lại, ta thấy con hỏa vân tước này cũng rất đẹp, bắt nó lại rồi thuần dưỡng sau này nhất định là một tọa kỵ bất phàm. Một đám người cười to, chuẩn bị tiến hành vây bắt. Sắc mặt Đại Hồng Điểu đen lại, vốn tâm tình của nó không vui vẻ gì, mà bây giờ có người lại chọc điên nó, nói, dám đánh chủ ý lên người ông nội các ngươi à, các ngươi lo đi tắm rửa sạch sẽ mà chuẩn bị nhảy vào nồi cho ông. Đám người sắc mặt lạnh lùng, áp sát về phía trước. Ta nói lại lần nữa, chớ chọc đến ta, Nhóc Tì mở miệng lần nữa. Ngươi nghĩ mình là ai, tưởng như thạch nghị của bộ tộc ta sao, chỉ cần có thể sánh với huyết mạch chư thần, thì có thể khinh thường chúng ta, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Ngươi cầm đầu sắc mặt lạnh lùng. Ta đành phải thay võ vương dạy dỗ các ngươi một phen mới được, Nhóc Tì thần sắc bình tĩnh, nhanh chân di chuyển về phía trước. Thật là phản rồi, lời này cũng dám nói, đám người giận dữ, dưới con mắt bọn họ đây chính là khiêu khích cả võ vương phủ. Một thiếu niên thiên tài vọt lên, mở miệng hét lớn một tiếng, phù văn dâng lên bao phủ về phía Nhóc Tì. Nhóc Tì vô cùng bình tĩnh, giơ tay vỗ nhẹ một phát, phù văn đầy trời toàn bộ tiêu tán, trong tay sinh ra một tia điện lượn lờ trên thân thể người nọ, nhanh chóng kéo hắn tới phía mình. A, thiếu niên này kêu to, khói trắng bốc đầy người, tứ chi co giật, ngã nhào xuống dưới chân Nhóc Tì. Mọi người giật mình, vừa mới đối mặt nhau vậy mà một gã thiên tài liền bị đánh gục, thiếu niên này quả nhiên phi phàm. Người dẫn đầu bước lên phía trước, ánh mắt như điện, hai tay cua cua, tức khắc có làn gần sóng xuất hiện hóa thành một con giao long đang vẫy đuôi, hắn xuất ra bảo thuật đánh về phía Nhóc Tì. Nhóc Tì đứng tại chỗ vẫn chưa động đậy gì, lòng bàn tay phát ra ánh sáng rồi hóa thành một tia sấm sét, tia chớp màu vàng đánh ra khiến cho con giao long kia không ngừng dao động, cuối cùng cũng phải tiêu tán. Thật mạnh. Cả đám thiếu niên võ vương phủ trở nên nghiêm túc, lần này rất có khả năng đụng phải người lợi hại rồi. Giết. Tên thiếu niên kia xuất thủ lần nữa, nhanh chóng lấy ra một tấm da thú đặt trên tay, phát ra những làn bảo quang phù văn, từ từ tấm da thú dung hợp với thân thể rồi như thành một phần cơ thể của hắn. Hống. Hắn ngửa mặt gào thét, thân thể cao lên một đoạn dài, hơn nửa cánh tay xuất hiện chi chít phải hóa thành một vuốt dao vô cùng thô to đánh về phía trước. Nhóc Tì kinh ngạc, bảo cụ mà đối phương nắm giữ chính là tấm da của một con giao thú, cùng kết hợp với nhau lại hóa thành vuốt dao. Trên bộ vuốt dao thô to chi chít vẫy, thứ này có thể phá núi vỡ đá, Nhóc Tì tránh sang một bên, vuốt dao lập tức đánh nát mấy tảng đá nặng mấy vạn cân, bụi bay mù mịt. Rõ ràng thân phận của tên thiếu niên này không bình thường, bởi vì bảo cụ rất hiếm. Mặc dù thuộc võ vương phủ, nhưng cũng không thể nào trang bị cho mỗi đứa nhỏ một chiếc phù cốt nguyên thủy được. Như vậy đám người này chỉ có hai chiếc bảo cụ mà thôi, phàm là người nắm giữ ác thân phận không bình thường. Tốt, bắt hắn lại,
một đám thiếu niên cổ vũ. Vuốt giao thu to không gì không xuyên được, lực lượng lớn vô cùng, tiếp tục tiến tới. Nhóc Tì hư lạnh một tiếng, không tránh né nữa, nhìn ra được uy lực của bạo cụ này, lòng bàn tay của nó phát sáng, sấm sét đan xen, tay không trực tiếp nghênh đón. Trầm. Tiếng va chạm mạnh truyền tới, Nhóc Tì vẫn không nhúc nhích, thiếu niên kia mặc dù mượn nhờ bảo cụ để phát huy ra sức mạnh dị thường mạnh mẽ thế, nhưng bây giờ lại vô cùng đau khổ, sắc mặt trắng bệch, không ngừng lùi về sau. Cánh tay của hắn bắt đầu co giật, cùng lúc đó tấm da thú tróc ra khỏi da thịt của hắn, ánh sáng ảm đạm hẳn đi. Tay không có thể chống lại bảo cụ, đám thiếu niên kia đều ngây người, đây là sức mạnh đáng sợ đến cỡ nào. Nhất Tì tấn công về phía trước, tốc độ quá nhanh sinh ra cơn gió lớn, các đá trên mặt đất bay tứ tung, giống như là một con thái cổ hung thú bay ngang qua bầu trời. Không hay, thiếu niên hô to, nhanh chóng dồn sức để chống lại thế, nhưng phù văn vẫn bị đánh tan, tên thiếu niên kia quá mạnh, trừ trên trời giáng xuống cướp đi tấm da thú rồi cho ngay vào cổ áo của mình, mạnh mẽ vứt hắn sang bên cạnh gã vừa mới ngã nhào dưới đất kia. Trong lòng hắn vô cùng tức giận, hắn vừa muốn phản kháng, thì ngay lập tức một bàn chân đập thẳng lên ngực hắn, điện quang lượn lờ, tia chớp màu vàng nhanh chóng truyền vào trong cơ thể hắn, khiến hắn không ngừng co giật, trúng đòn nghiêm trọng như thế làm hắn khó lòng nhúc nhích được. Cùng nhau tiến lên, bắt lấy hắn, những người của Võ Vương phủ biết rằng, đã đá phải khối sắt cứng, thiếu niên này quá mạnh vượt qua lẽ thường tình, vượt qua những người cùng thế hệ, có lẽ những người cao hơn hắn nửa thế hệ mới có thể hàng phục được. Cả đám người xuất thủ, phù văn lượn lờ khắp nơi, còn có một sừng thú phát ra ánh sáng màu đỏ nhạt bay ra, đây cũng là một bảo cụ, phát ra những tiếng ô ô chấn động tâm hồn. Đại Hồng Điệu thấy thế lập tức vui mừng, chuẩn bị xông về phía trước để đục nước béo cò. Nhóc Tì nhanh chóng ngăn cản lại, nó muốn tự mình động thủ. Trận chiến này rất kịch liệt, ban đầu có 6-7 người tham chiến, nhưng đến cuối cùng thì toàn bộ đều lên hết, những người còn đang vây công Tử Điêu thì chuyển sang quần công Nhóc Tì. Đại Hồng Điệu đứng ngoài xem cuộc chiến, đồng thời cùng trò chuyện với con thái cổ di chủng màu tím ông ánh kia. Tia điện lấp lóe xen kẽ giữa rừng phù văn lấp lánh, thỉnh thoảng còn có những bảo cụ lóng lánh, hoặc những tiếng kêu gào đau đớn. Thực lực của đám người Võ Vương phủ rất lợi hại, không phụ thân phận của bọn họ ai nấy đều mạnh mẽ cả, thế nhưng rất đáng tiếc bọn họ thật bất hạnh khi gặp phải Nhóc Tì. Mặc dù quá trình diễn ra rất kịch liệt, nhưng kết quả thật không nỡ nhìn, đám người này miệng mũi bầm dập, vết thương chồng chất, gần như biến thành đầu heo. Mặt mày sưng húp, đầu đầy khối u, không biết đã bị Nhóc Tì gõ bao nhiêu lần, những người này đều đang quằn quại dưới mặt đất, không một ai có thể đứng dậy nổi. Sau cùng Nhóc Tì chất bọn họ thành một đống thật lớn, rồi ngồi ở trên cùng, hỏi, đã phục chưa? Đám người hư lạnh, kết quả là nhận lấy mười mấy luồng điện lưu thu to làm cho bọn họ rung lên bần bật, điện sủi đầy bọc mép. Cho các ngươi một bài học, đừng cho mình là kẻ mạnh nhất. Nếu như các ngươi vẫn muốn trả thù, thì đến bao nhiêu ta đập bấy nhiêu, Nhóc Tì nói. Đám người này vô cùng xấu hổ, dù gì bọn họ cũng xuất thân từ Võ Phủ, thường ngày đều được xem là người tài năng xuất chúng, vậy mà hiện tại ngay cả một đòn mà cũng không chịu được. Huống hồ người xuất thủ còn nhỏ hơn bọn họ mấy tuổi, chuyện này quả thực vô cùng nhục nhã. Không phục, ngươi cắn ta a! Đại Hồng Điệu tiến lên, sử dụng đôi cánh như là cánh tay, cầm theo nồi đen điên cuồng đập mạnh, những người này tiếp tục kêu thảm thiết. Nhóc Tì cũng không nói gì, mặc cho nó thích làm gì thì làm. Võ Vương phủ lợi hại lắm hả, vậy mà lại bị ta ngồi lên trên. Đại Hồng Điểu ngồi ở trên đám người nhảy lên nhảy xuống, hết đánh trái lại đánh phải khiến cho cả đám người mặt mũi càng sưng to hơn. Các ngươi tự lo lấy, cuối cùng Nhóc Tì đá mạnh một phát, cả đám người lăn lông lốc, dẫm lên thân thể bọn họ rời đi. Hắn là ai? Cả đám người vô cùng tức giận và khiếp sợ. Tên này mới bao nhiêu tuổi chứ vậy mà lại đáng sợ đến thế, so với Thạch Nghị lúc 2-3 năm trước cũng không thua kém bao nhiêu. Mấy người Tứ ca, Lục ca còn có cửu đệ đều đã tách ra tự mình xông vào cấm địa, chúng ta đi tìm bọn họ, thông báo cho họ biết về tên thiếu niên đáng sợ này. Thạch Nghị Đường đệ giờ đang ở nơi nào, lần này mất mặt quá, nếu không thể đánh bại hắn, thì ta không phải là người Võ Vương phủ. Cả đám ai nấy mắt đều thâm đen, miệng méo mắt lát, mặt mày như là đầu heo. Nơi phương xa, Nhóc Tì nhìn chăm chăm Tử Điêu, nhổ một bãi nước miếng, nó luôn cảm thấy, nếu hầm chín con này, thì chắc chắn ăn rất ngon, dù sao nó cũng là thái cổ di chủng mà. Không biết vì sao,
Nhưng con tử điêu rất biết ơn bọn nó, thể hiện vô cùng thân thiện, khiến cho nó không nỡ nấu để ăn. Ngươi nói cái gì? Có một khu di tích, trong đó đều là bảo cụ, nào là kiếm sơn, sừng thú, thần hoàng, có thể tự phi hành, đã thông linh từ lâu, nhóc tì giật mình. Tử điêu chính là từ nơi nào đó trốn ra được, nơi đó có rất nhiều thiên tài mạnh mẽ tranh đấu, tuy rằng nó cũng lợi hại, nhưng lại gặp phải chuyện suýt chút nữa bị giết chết. Không sai, tương truyền nơi đó chính là một trong những cấm địa trọng yếu nhất trong Bách Đoàn Sơn, cũng là một trong những bảo địa quý giá nhất, Tử Điêu đáp. Còn chờ gì nữa, chúng ta đi nhanh thôi, Đại Hồng Điểu ngồi không yên. Chẳng trách khu vực ở bên ngoài lại hoang vu không thấy một ai, thì ra tất cả thiên tài đều tới chinh chiến ở những nơi như di tích và bảo địa, nhóc tì lẩm bẩm. Bọn nó tiếp tục lên đường, xuyên qua thông đạo màu vàng, xông thẳng về phía trước, một mạch đi qua 8 khu vực, liên tiếp đi qua 8 cánh cửa màu vàng, vượt qua những khu vực rộng lớn. Trên đường đi càng ngày càng nhiều cao thủ, càng ngày càng náo nhiệt. Đúng như vậy, càng hướng về trung tâm Bắc Đoàn Sơn, thì sinh linh càng ngày càng mạnh mẽ, những thiên tài tụ lại thành từng nhóm dần dần xuất hiện. Cuối cùng bọn nó xông qua hết 24 khu vực, trên đường trải qua rất nhiều trận chiến đấu, bởi vì càng ngày càng nhiều thiên tài của các tộc, nên không thể tránh khỏi việc xung đột được, dẫn tới những cuộc đại chiến nổ ra. Tốn mấy ngày thời gian rốt cuộc cũng tiến vào được khu vực vô cùng hoang vu. Nơi này thiếu sức sống đến cả một ngọn cỏ cũng không có, cả vùng đất màu đỏ đậm như từng bị máu nhuộm qua. Nhưng mà nơi này không yên tĩnh chút nào, có rất nhiều thiên tài đã tới nơi đây, nơi phía trung tâm mây mù phủ kín, ánh mặt trời lấp lánh, nơi đây giống như là một ma thổ tràn ngập bảo tàng. Hai tòa núi đá tạo thành cánh cửa, không gian bên trong vô cùng rộng lớn, khói đen tạo thành từng lớp phủ kín cả khu di tích, thỉnh thoảng có một vài bảo cụ bay lên, phát ra những tiếng vù vù. Ở bên ngoài cánh cửa được tạo từ hai tòa núi đá, rất nhiều sinh linh lui tới, ai cũng đang băn khoăn có nên tiến vào hay không. Nơi này sinh linh quá nhiều, nên ở ngoài sơn môn đều chật ních cả, nhóc tì nhìn sơ qua, mà choáng cả mặt, sinh linh nào cũng có hết, có chim lớn màu vàng, có sinh linh giống như con hống, có tì hưu, còn có cả toan nghi nữa, cũng có những con cháu của vài gia tộc cổ xưa, cường giả của tỉnh thổ, những vương tộc của cổ quốc. Nhìn kìa, cái con chim màu vàng óng kia có phải là chim đại bàng không vậy? Đại Hồng Điểu hơi rụt rè, kéo kéo nhóc tì. Nhìn hình dáng chắc ăn rất ngon đấy, nhóc tì mắt lóe sáng, lấy vạt áo lau khóe miệng. Tử Điêu chỉ biết bó tay, trên đường đi nói rất rõ ràng, tên thiếu niên nhân tộc này còn hung tàn hơn cả thái cổ di chủng, tên này đã ăn một vài con thái cổ di chủng dám tới khiêu khích mình. Nhìn kìa, mặc dù con ly long kia không thuần huyết, nhưng sao ta lại có cảm giác rất đáng sợ, đừng nói là từ trong thái cổ thần sơn đi ra nha. Sau khi đến nơi này, cặp mắt của Đại Hồng Điểu không ngừng liếc ngang liếc dọc, hơn nữa nó cũng không dám lớn lối, kiêu căng, bởi vì đông đảo sinh linh nơi này đều cực kỳ mạnh mẽ, tạo ra những khí tức làm người khác sợ hãi. Phía trước sơn môn vô cùng nguy nga và tráng lệ, sinh linh đông đảo, hoặc toàn thân chi chít vảy, hoặc mang cặp cánh chim xinh đẹp, những người này đều phun ra nuốt vào hào quang, những loài di chủng mạnh mẽ cũng không thiếu, bọn chúng khi sinh ra đều xuất hiện những dị tượng cả. Sương mù màu vàng xuất hiện khiến cho toàn bộ nơi đây chấn động, một con quái vật khổng lồ giống như là xuyên sơn giáp dài tới 50 mét đột nhiên xuất hiện, thế nhưng cái đầu của nó giống với dao long, vô cùng uy nghiêm, hào quang màu vàng lượn lờ quanh mình. Mọi người kinh ngạc bật thốt lên, đây chính là một con thổ hành long, chỉ cần đứng trên mặt đất thì sức lực của nó vô cùng mạnh mẽ, có thể dời non lấp biển kinh khủng một cách lạ thường. Gào! Trên một ngọn núi đá xuất hiện một con bạo viên cả người đen thui đang ngửa mặt lên trời hét dài, âm thanh như biển gầm khiến cho mọi người kinh hãi. Nó dùng sức nện mạnh vào lồng ngực của mình, thanh âm vang lên như tiếng trống trầm thấp và nặng nề. Ông con bạo viên mười mấy mét này bật nhảy lên cao, từ trên ngọn núi đá này nhảy sang đỉnh của ngọn núi bên cạnh, lập tức bụi bay đầy trời cả ngọn núi bị nó đạp nát. Nó lại tiếp tục nhảy về phía bên này. Rầm mặt đất chợt nứt thành bốn mảnh, bạo viên màu đen gào rú lộ ra bộ răng nanh trắng bóng, cộng với lồng ánh sáng màu đen đang lượn lờ quanh thân thể trông cực kỳ dữ tợn và hung mãnh. Mọi người không thể không tránh đường, con bạo viên này hung tàn quá, nên ai cũng không muốn trêu đến nó. Nó cũng không có lập tức đi vào, mà đứng ở ngoài sơn môn nhìn vào bên trong mà thôi. Có một con bướm không ngừng bay lượn trước sơn môn, nó dài hơn một mét, năm màu sặc sỡ phát ra những ánh sáng lung linh. Mọi người đều sợ hãi,
ngay cả con bạo viên cũng không còn giơ nanh múa vuốt nữa. Nó không tự chủ được bước lui hai bước, tỏ ra vô cùng cảnh giác. Là liệt thiên ma điệp trong truyền thuyết, hai mắt đại hồng điệu sáng ngời, vừa căng thẳng mà lại vừa chờ mong. Nhóc tì cũng chú ý tới, con ma điệp này các đường nét đều sặc sỡ. Những thứ này là những phù hiệu thần bí, giống như đạo thể sẵn có, nhìn như yếu đuối, nhưng thực ra lại vô cùng mạnh mẽ. Căn cứ vào những gì mà sách cổ ghi chép, khi hai cánh của thái cổ ma điệp rung lên, thì có thể nứt vỡ vạn dặm trời xanh, thông thiên động địa, mạnh mẽ không ai sánh được. Xa xa có một con chim lớn màu vàng liếc nhìn, ngoài ra còn có một con dị cầm cả người xanh lè nhìn chăm chăm ma điệp không chớp mắt. Loại sinh linh này đối với những loại cầm thú có sức mê hoặc trí mạng, nếu như có thể ăn tươi thì thực lực nhất định tăng lên một tầng mới, nhưng như vậy thì thật quá đáng tiếc. Ầm ầm, mặt đất chấn động, tiếp tục lại có thêm một con kiến màu đồng cổ dài hơn một trượng xuất hiện, mỗi lần đạp chân đều khiến mặt đất nứt vỡ, nó giống như một ngọn núi nhỏ đang di chuyển vậy. Kiến thần, đây chính là hậu đại của một loại thái cổ thần trùng. Ở thời thái cổ, bọn nó kết thành bầy đàn để sinh sống, có một thời gian xưng hùng xưng bá, mỗi một con đều có khả năng dời núi lấp biển, mạnh mẽ vô song, có người hít và một ngụm khí lạnh. May là chỉ đến có một con. Không phải, từ trước đến giờ chúng nó đều sống thành bầy đàn, làm sao chỉ có một con được. Quả nhiên vừa mới dứt lời, mặt đất lại tiếp tục rung chuyển, nơi xa xuất hiện một vùng màu đồng thau, tổng cộng có 12 con nào con nấy cường tráng mạnh mẽ. Trong đó vậy mà lại có một con không phải màu đồng cổ, mà là màu trắng bạc, lấp lánh ánh sáng chói mắt, trông càng cường tráng hơn, nó vừa mới tiến tới liền, khiến cho mọi người khiếp sợ. Con kiến này lực lượng huyết thống thật kinh người, tất cả mọi người đều nghiêm nghị, đây tuyệt đối là một trong những đối thủ cạnh tranh đáng sợ. Mây khói lượn lờ, một cây thực vật giống như là bồ công anh xuất hiện, đây cũng không phải cỏ, mà là một cái cây, cành lá xanh tươi mơn mởn. Ở nửa phần trên có một quả dạng hình cầu trắng như tuyết tỏa ra những ánh sáng rực rỡ giống như là bạch vũ, thỉnh thoảng lại có một cài cọng nhỏ bung ra trôi dạt theo gió về nơi xa. Bồ ma thụ. Rất nhiều người kinh sợ, đồng loạt rút lui, những cọng nhỏ bung ra đó đều là những thứ trí mạng, được xưng là rô ma nguyên rủa. Chỉ cần dính vào trên cơ thể ngay lập tức sẽ cắm rễ rồi hút lấy thần tinh. Thời thượng cổ, từng có một cây bồ ma thụ công tham tạo hóa giết chết thần linh, rô ma bay xuống cắm rễ vào trong huyết nhục rồi nhanh chóng hút sạch tinh khí thần của vị thần linh kia. Về sau, chư thánh cùng xuất thủ thì mới chém giết được cây bồ ma thụ kia, nhưng đổi lại có vô số thánh huyết đổ xuống, trận chiến đó cực kỳ gian nan. Bồ ma thụ mặc dù chỉ là thực vật thế, nhưng gốc rễ cũng giống như bàn chân con người, có thể bước đi dễ dàng hơn nữa lại rất nhanh nhẹn. Sau khi nó đến nơi này liền cắm rễ trên mặt đất để hút lấy tinh khí của đại địa, không cử động nữa. Mọi người tránh như tránh tà, cho nên tản ra cách nó cả đoạn dài, không người nào có ý định lại gần. Đột nhiên cuồng phong gào thét, các chạy đá bay, một con chim từ giữa bầu trời lao xuống, toàn thân có màu xanh pha thêm những chấm nhỏ màu đỏ thẫm, phát ra hào quang chói mắt. Mỏ chim có màu trắng loãng, kỳ lạ nhất chính là mặc dù nó chỉ có một chân, nhưng khi tiếp đất lại vô cùng ổn định, khiến cho mặt đất nứt toát ra. Tức Vương, dĩ nhiên là Tức Vương trong truyền thuyết, có người kinh ngạc bật thốt lên. Mọi người nghe thấy thế thì biến sắc, loài dị cầm cực kỳ hiếm thấy này ở thời thái cổ là một phương bá chủ, được mệnh danh là ma cầm thiên giai, không ai địch lại được. Chí tôn của tộc này đã từng ăn thịt mấy vị thần linh. Tất cả mọi người tránh lui, loài ma cầm kỳ dị này vô cùng ít ỏi, không biết con Tức Phương này huyết thống có tinh khiết không nữa. Nếu như thật sự là hung cầm thiên giai còn non, thì đoán chắc rằng chỉ cần vừa há miệng là một đám thiên tài bị nuốt chửng. Tức Phương có hình dáng giống như chim hạc, toàn thân màu xanh, tô điểm thêm là chấm nhỏ màu đỏ thẫm, mỏ trắng xinh xắn, cả người lượn lờ thần quang, vô cùng chói mắt. Nó lườm mọi người xung quanh, đảo mắt qua con chim lớn màu vàng kia, nhìn về phía Toan Nghê, Tỳ Hưu, Ly Long. Nó đứng yên một chỗ không nhúc nhích gì cả, mà chỉ dõi mắt về phía Sơn Môn để quan sát. Phụ cận Sơn Môn nguy nga càng xuất hiện thêm nhiều sinh linh hơn, đông nghẹt không thấy bờ, ai nấy đều là những thiên tài của các tộc có thực lực khủng bố. Sau khi tới nơi này, tất cả các cường giả của mỗi tộc đều trở nên cẩn thận, không dám khinh thường, nếu không rất có thể sẽ bị một sinh linh đáng sợ nào đó xé xác. Tiểu đệ, bỗng nhiên nhóc tỷ lộ vẻ vui mừng. Nó nhìn thấy sư tử chín đầu đang ở bên trong đám sinh linh kia, bởi vì sư tử chín đầu rất bắt mắt,
cả người sáng chói giống như được đúc từ vàng ròng, bất luận là ở nơi đâu cũng sẽ thu hút mọi ánh mắt của người xung quanh. Sư tử chín đầu nghe được âm thanh này, cả người cứng đờ ra. Nó đang cùng trò chuyện với mấy vị thế giao rất vui vẻ, vậy mà không ngờ lại nghe được thứ âm thanh ma quỷ như thế. Thế giao, quan hệ nhiều đời với nhau. Nhóc Tỳ liều mạng chen tới trước, những sinh linh đứng xung quanh thấy một tên thiếu niên nhân tộc làm như thế thì rất giận dữ, nhưng mà cũng không ngờ rằng thiếu niên này lại mạnh mẽ đến vậy, trực tiếp đẩy các cường giả sang hai bên. Tên nhân loại kia không nên bước vào khu vực này, có sinh linh cảnh cáo, khu vực này đều là thái cổ di chủng, ai nấy đều mạnh mẽ vô cùng, nên mấy vị nhân tộc không ai dám bén mảng tới nơi này. Đừng có chọc ta, nhóc Tỳ cứ như thế mà đáp lời, lập tức làm cho đám sinh linh này ngạc nhiên và nghi ngờ. Hống, một con hung thú gào thét tỏa ra khí tức tàn ác, cả người lông tóc lấp lánh hào quang, khí thế thật kinh người. Ta cảnh cáo ngươi, đừng có đứng trước mặt ta mà nhe răng múa vuốt, coi chừng ta ăn sống ngươi. Nhóc Tỳ đột nhiên xoay người đối mặt với con hung thú kia. Lập tức cả đám sinh linh như hóa đá, bọn họ không nghe lầm đấy chứ, hình như hoàn cảnh không đúng cho lắm, thường ngày không phải chỉ có thái cổ di chủng đi uy hiếp, ăn thịt những tên nhân tộc thôi sao, mà sao bây giờ lại hoàn toàn trái ngược, hơn nữa tên thiếu niên này vẫn đang còn rất nhỏ tuổi. Tên nhân loại này chán sống rồi à, con hung thú này vọt nhanh về phía trước, phù văn như hồng thủy trút về phía Nhóc Tỳ. Nhóc Tỳ không nói hai lời, đột nhiên quét chân sang ngang, phù văn hóa thành những con sóng lớn bao trùm tới, rầm một tiếng, bàn chân của nó đụng trúng con hung thú kia. Mọi người còn đang cho rằng bàn chân này của nó ác phải đứt gãy, nhưng mà ngược lại con hung thú kia lại kêu thảm thiết, hàm răng hòa với máu chảy ra ngoài, thân thể khổng lồ đó nhanh chóng bay ngược ra ngoài. Những sinh linh khác nhanh chóng tránh né, con hung thú này nện mạnh xuống đất không thể đứng dậy nổi, xương hàm gãy nát không ngừng rên rỉ. Cả đám thái cổ di chủng hoàn toàn hoảng sợ, tên thiếu niên này quả nhiên mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ một cước mà đã giải quyết được một con hung thú. Đừng có chọc ta, Nhóc Tỳ có vẻ mất kiên nhẫn, quai hàm phập phồng, mắt trừng thật to, quét nhìn những di chủng xung quanh. Sau đó nó đi thẳng về phía trước, đẩy những chủng tộc mạnh mẽ chắn ngang đường sang một bên, tướng đi vô cùng dũng mãnh. Cả đám di chủng trợn mắt há miệng, đến cùng ai là hung thú đây, đứa nhỏ này hung tàn quá. Như đi vào chốn không người, đi thẳng qua khu vực của bọn họ, những ai cản đường đều đẩy sang một bên. Tình thế hoàn toàn thay đổi, bọn họ không thể nào tin được. Nơi xa, cả đám thiên tài nhân tộc mắt chữ ô miệng chữ A, mặc dù bọn họ cũng được xem là những nhân vật mạnh mẽ không sợ gì thái cổ di chủng, thế nhưng lại không ngang ngược như thế. Đứa nhỏ này quá hung bạo. Nhóc Tỳ phía trước mở đường, đại hồng điểu lẹp đẹp theo sau, vô cùng hả hê, nói, tránh ra, tránh ra. Chưa từng thấy đứa nhỏ hung tàn xuất hành bao giờ sao, mau tránh ra, đừng có trách là ta không nhắc nhở các ngươi, không thức thời thì sẽ bị làm thịt đó. Đám sinh linh kinh ngạc, ngoái ngoái lỗ tai để xem mình có nghe lầm hay không, tên nhóc con nhân tộc này sẽ ăn thịt bọn chúng sao, làm lật đổ mọi nhận thức về nhân tộc. Đặc biệt khi nhìn thấy đại hồng điệu rõ ràng là một con thái cổ di chủng cực kỳ mạnh mẽ lại vô cùng ân cần. Cho nên những tên dị chủng đang sôi máu này đành phải kìm nén lại cơn tức giận trong lòng lại. Tử Điêu nhắm mắt cũng theo sát đằng sau, tính nó hơi nhút nhát. Mặc dù thực lực bản thân cũng mạnh mẽ thế, nhưng khi đứng trước mặt tên nhóc con hung tàn này thì vẫn cảm thấy khiếp sợ. Nhóc Tỳ cứ thẳng hướng mà đi, nở nụ cười thật tươi, nói, tiểu đệ. Cả người sư tử chín đầu cứng ngắc, thật sự nó không muốn gặp lại tên nhóc siêu quậy này, khó khăn quay đầu lại, nhưng da đầu cảm thấy hơi tê tê. Ngươi còn sống, vẻ mặt nó rất phức tạp. Đối với tên nhóc siêu quậy này, nó vừa hận mà lại vừa cảm kích. Tuy rằng xảy ra nhiều chuyện làm nó tức giận, nhưng vào thời khắc mấu chốt đối phương đã liều mạng ngăn cản bốn đại cường giả, mở một con đường máu cứu sống nó. Đương nhiên, bốn lão già bị ta giết đi hai lão, Nhóc Tỳ thờ ơ nói. Sư tử chín đầu nghe thấy thế thì cứng người, dưới tình huống nguy hiểm như thế mà tên nhóc con này có thể phản kích. Thế nhưng lại thấy tên này đang nhảy nhót vui vẻ ở đây, thì chắc chắn không phải là giả rồi. Tiểu đệ, ngươi không có chuyện gì thì tốt, ta còn sợ ngươi gặp phải nguy hiểm nữa chứ, Nhóc Tỳ vỗ vỗ vào móng vuốt vàng ống của nó. Đám thái cổ di chủng đã từng ngăn cản Nhóc Tỳ thiếu chút nữa là té xỉu trên mặt đất, vô cùng kinh ngạc, nó lớn tiếng nói sư tử chín đầu là tiểu đệ. Đông đảo sinh linh đều ngẩn người, được mệnh danh là hậu đại của thái cổ thần vương đã giết qua thần linh. Lực lượng huyết thống vô cùng mạnh mẽ, những sinh linh bình thường
đều không dám tới gần. Thiếu niên nhân tộc này cứ tùy ý gọi, tiểu đệ. Sư tử chín đầu cả người vàng óng, cặp mắt trợn lên đầy vẻ giận dữ, uy thế kinh người. Nó như muốn nổi giận, ở ngay trước mặt nhiều di chủng như thế mà gọi nó là tiểu đệ, thật sự quá mất mặt. Tiểu đệ, ngươi muốn trở mặt với ta sao? Thế thì đừng trách ta độc ác. Nhóc tì trừng mắt, nó bước lên một bước nhìn chăm chăm về cái tên sinh linh mạnh mẽ cả người đang thiêu đốt kim quang kia. Dáng vẻ sư tử chín đầu đầy uy nghiêm đáng sợ, nhìn chăm chăm người đối diện, nhưng cuối cùng nó cũng thua trận. Nó rất sợ tên nhóc con này nổi điên lên, rồi lại hành hung nó trước mặt mọi người. Nói, dựa vào giao tình của chúng ta, đừng có gọi ta như thế được không hả? Sợ cái gì? Ngươi chính là tiểu đệ của ta, có gì mà sợ, đứa nào dám cười nhạo? Nhóc tì quét mắt nhìn xung quanh. Cả đám sinh linh khi nãy vừa cản trở nó lập tức cảm thấy thân thể rất lạnh. Nhưng mà, ở gần đó có mấy con di chủng cười nhạo, nói, Hoàng Kim Sư Tử, ngươi thật sự nhận một tên nhân loại làm huynh trưởng, quá mất mặt mà. Đúng vậy, huynh đệ chúng ta đã kết bạn với ngươi, nhưng mà ngươi lại đi gọi một nhân tộc là huynh trưởng, như vậy sao chúng ta chịu được chứ? Mở miệng chính là hai sinh linh cùng tộc với nhau, bọn họ cũng có thân thể giống con người, nhưng cái đầu lại to hơn một chút, ở giữa mi tâm có thêm một con mắt dọc. Đây chính là cường giả của tộc Ba Mắt, cũng là thái cổ di chủng, bọn họ là anh em ruột cùng nhau tiến vào Bách Đoạn Sơn, thực lực mạnh mẽ và kinh người. Nói nè chín đầu, ngươi làm chúng ta giật mình đấy, vậy mà lại nhận một thiếu niên nhân tộc làm huynh trưởng, bị hắn nắm nhược điểm, rồi hay sao? Nếu không ta giúp ngươi làm thịt hắn. Lúc này có một con chim loan mở miệng, cánh chim đẹp vô cùng lấp lánh những ánh sáng ngũ sắc. Đây tuyệt đối là di chủng mạnh mẽ, tổ tiên của nó là thái cổ thần điệu tiếng tăm lừng lẫy, năm đó uy chấn thiên hạ khó lòng gặp được địch thủ. Hai tên các ngươi cút sang một bên, nhóc tì dũng mãnh. Sau khi nghe vậy, thì tiến lên đằng trước chỉ mặt tên cường giả tộc Ba Mắt, nói, xem như hai người các ngươi gặp may mắn, ta không thích ăn những sinh vật hình người, đứng ở một bên. Nó lớn tiếng quát, căn bản không thèm để hai đại cường giả này vào trong mắt, chuyện này làm náo động cả lên, khiến cho vô số sinh linh nhìn lại. Ngươi, nó lại chỉ tay về phía chim loan năm màu, nói, tự mình suy nghĩ đi, hoặc nướng, hoặc luộc, cho ngươi chọn một trong hai, bá CMN đạo rồi. Nhất thời bên ngoài sơn môn ồ lên, bất kể là nhân tộc hay là những thiên tài của những chủng tộc khác đều kinh sợ, bốn phía ầm ĩ cả lên.